con thật là to gan. Giữa lúc đêm khuya dám vào tận tẩm cung, còn dám phá giấc ngủ của mẹ nữa. Con đã phạm tội chết, không thể nào tha thứ được. Con biết con có tội, con cũng không muốn phá giấc ngủ của mẹ, nhưng mà thời gian cấp bách quá, con không còn cách nào khác hơn. Con tính lại lục giùm Dĩ Phi phải không? Dạ đúng. Hiển Nhi nhờ con có phải không? Đúng vậy. Chuyện này không dính líu gì đến con, tốt nhất con đừng có nhiều chuyện. Nhưng lỗi lầm của Tam Tẩu, tội cũng chưa đáng chết. Mẹ, có phải mẹ phạt hơi nặng hay không? Châu Nhi, mặc dù mẹ đã lớn tuổi rồi, nhưng mà đầu óc còn rất tỉnh táo. Dĩ Phi nham hiểm, thâm độc, thủ đoạn ác độc. Nó là con hồ ly, mà còn là một con rắn độc nữa. Một khi quyền binh đã rơi vào tay của nó, các con trước sau gì cũng bị thảm họa. Sở dĩ mẹ dẹp nó hôm nay là vì mẹ nghĩ đến các con đó thôi. Mẹ đã lo xa quá. Con người của Tam Tẩu con hiểu cũng nhiều. Nếu không có Tam Tẩu hỗ trợ Tam Huynh, Tam Huynh nhất định khó mà xoay trở được. Mẹ biết chứ, Hiển Nhi bất lực và hèn yếu, lại không có chủ kiến. Nó rất cần một người nội trợ có đầy đủ năng lực. Nhưng mà giả tâm của Dĩ Phi quá lớn, mẹ lo lắng sẽ có một ngày nó hất Hiển Nhi ra, chiếm lấy ngai vàng đó. Nhưng mà con nghĩ không thể nào có chuyện đó đâu. Con dám bảo đảm chuyện đó à? Chẳng những dòng dõi họ Lý và dòng dõi họ Võ không cho phép bà làm như vậy. Hơn nữa, đại đa số những đại thần trung thành cũng không cho phép bà ấy lộng quyền. Mặt khác, còn có Nhi Thần đây. Trước mắt thì chưa sao, sạch khó mà hiểu nổi đó. Miễn là không cho bà nhúng tay việc nước, nắm lấy quyền binh, bà không. Nhưng con có biết, bề ngoài nó làm bộ nịnh, nhưng âm thầm hại con. Nó coi con như là kỳ đà cản mũi của nó đó. Mẹ, con có biết không, cái lá huyết thư đó cũng chính tay nó trao cho mẹ. Tách con ra một bên mới hạ lệnh bắt người cũng là do nó đề ra. Bây giờ con đã hiểu dụng ý của nó rồi chưa? Thật là quá độc địa, thật là quá thủ. Bây giờ con còn gian xin giùm nó không? Dạ mẹ, bởi vì con không muốn nhìn thấy cặp chồng phải khóc vợ, con phải khóc vì mất mẹ thảm thiết như vậy. Hơn nữa, Nhi Thần dùng đức quán, không chừng sau này bà ấy sẽ thức tỉnh lại thật sự. Mấy cọp, sau này sẽ bị cọp biết đó. Đắn đo lại đi. Miễn là đề phòng cẩn thận, cọp cũng không tài nào cắn được. Mẹ, cũng được, mẹ tha đại cho nó đi. Qua đây cứu chị phải không? Tam Tẩu, hãy đứng dậy đi. Mẹ đã ân xá cho chị rồi, không có chuyện gì đâu. Thật à? Cảm ơn, cảm ơn em. Em, chị rất cảm ơn em đã cứu lại tánh mạng của chị.
em chẳng khác gì vị nữ thần hộ mệnh của chị. Xin chị đừng nói như vậy, em không dám nhận đâu. Chị đã tạ ơn mẹ chưa? Tạ ơn rồi. Mẹ nó nói những gì? Không có gì. Mẹ chỉ rầy vài câu thôi, Tam Tẩu đã ghi nhớ trong lòng rồi. Sau này chị không dám chống lại lệnh nữa. Tam Tẩu, em là một người rất là thẳng thắn. Nếu có chuyện gì mà đè nén trong bụng sẽ bực bội. Bức quyết thư đã hại chết Tiếp Thiệu, đó là do chị hiến cho hoàng thượng phải không? Em à, đúng là chị hiến cho hoàng thượng đó. Chỉ là lúc đó chị thấy chị quá căm phẫn, và rồi chị nghĩ rằng Tiếp Thiệu đã mang tâm phản bội hoàng thượng, nhất định sẽ cũng phản bội em châu, nên chị cắn răng đưa tờ quyết thư cho hoàng thượng. Chị sợ sau này sẽ có hại cho em. Tam Tẩu, em và Tiếp Thiệu đã trải qua bao nhiêu gian nan mới trở thành vợ chồng, Tam Tẩu cũng rõ chuyện đó. Em và Tiếp Thiệu yêu nhau tha thiết, chứ sống có nhau, chuyện đó Tam Tẩu cũng rõ lắm mà. Và điều đó Tam Tẩu có bao giờ nghĩ đến không? Em à, chị cũng đã đau khổ dữ lắm, nhất là trong những ngày em bị mất tích. Chị mới hiểu chị đã lỗi lầm. Mấy hôm khóc suốt ngày, mấy lần tính chết để đền tội, nhưng bị tâm huynh của em ngăn cản. Chị mọi việc cũng đã qua rồi. Tối hôm qua em liều chết vào trong tẩm cung để bảo lãnh cho chị, mong rằng Tam Tẩu sau này sẽ ráng giữ đức hạnh, hỗ trợ Tam huynh, nhưng mà đừng cản trở việc của ảnh, đừng làm những gì ngoài bổn. Những lời dặn dò vàng ngọc của em Tam Tẩu khắc ghi trong lòng. Công chúa, có lẽ việc này công chúa đã sai. Tôi biết chứ, tôi gai mắt bà ta từ lâu. Bà dùng bí quyết thơ để giết chết anh Tiếp Thiệu, tôi đã biết. Công chúa đã biết rồi à? Ừ. Bà ta miệng thì nam mô, lòng dạ thì hiểm ác. Công chúa xin hoàng thượng tha cho bà, cũng là thả cọp vào rừng thôi. Tôi không có cách nào khác, cũng vì Tam huynh tôi, cũng vì mấy đứa cháu, tôi không thể không làm vậy. Về phần của bà sau này, chỉ có thể ráng mà phòng hờ. Công chúa thật là quá khoan hậu, đó là điểm của công chúa. Nhưng mà chỗ nhiều của công chúa, có những lúc cũng không biết làm gì hơn, chỉ là chuyện bất đắc dĩ. À, chị Quỷ Nhi à, kiếm tôi có chuyện gì hay không? À, là chuyện của Định Hoàng gia và công chúa đó mà. Võ công tử thấy yêu công chúa hết sức là tha thiết. Có phải mẹ em bảo chị nhắc chuyện này hay không? Đúng, hoàng thượng quan tâm chuyện tới hôn của công chúa, bà mong rằng ta sẽ sớm thành vợ chồng. Có cần Uyển Nhi làm mai làm mối gì hay không? Không cần đâu chị, hài cốt chồng em vẫn chưa lạnh, huống chi... Chị Nguyễn Nhi à, nói vậy chị em rất cảm ơn chị. Linh Lợi, thôi mình về em. Tấu Hiền Đệ, ráng nghĩ cho kỹ, đừng vì chữ tình mà làm khổ sở hoài. Đại ca đã hiểu lầm em, không phải vì chữ tình mà em phiền chán như vậy đâu. Huống chi giờ này triều đình được yên tĩnh, em có ở đó cũng như không mà thôi. Những gì mà chú nhìn thấy đều là bề ngoài, nếu nhìn một cách kỹ càng thì cả triều đình đang gặp một nguy cơ. Những gánh nặng đè lên vai của công chúa thật là quá sức nặng nề rồi. Ủa, sao anh lại nói như vậy? Tuổi tác của hoàng thượng bây giờ sức khỏe yếu đi nhiều, nhưng hoàng thượng lại quý hai anh em Trương Giản Chi, Trương Xương Tông, ai cũng khuyên không nổi.
cả công chúa cũng không biết làm sao. Hai anh em đó, thái tử điện hạ tính tình nhu nhược, thái tử phi thì quá khôn lanh, thủ đoạn nham hiểm. Thần sư gia với nhị võ, giả tâm của mụ ta đã rõ như ban ngày. Nghe nói thái tử phi vì cái mụ thái thủ phòng châu, hoàng thượng đã ban lệnh xử tử, sau đó lại nhờ công chúa cứu giúp. Nếu mụ như vậy còn cứu mụ làm gì chứ? Nếu nói đó là sự nhân từ của công chúa, tôi cho rằng đó chính là chỗ nghiệp. Từ bi với kẻ xấu chẳng khác gì tàn nhẫn với bản thân mình. Theo ý của tôi, trong cung đình có thể xảy ra tai họa bất cứ lúc nào. Chú hãy ráng ở lại đi, để kịp thời ra tay khi công chúa và hoàng thượng lâm nạn. Cha, cha, con có chút chuyện. Chuyện gì đó? Nghe cha và Tam Thúc tấu cho Trương Xương Tông, Trương Giảng Chi làm Dương Hầu, có phải vậy không? Đúng vậy. Cha, tại sao cha làm như vậy? Cái gì? Con muốn nói là cha sai hả? Bộ cha không nghe những lời họ than quán về chúng hay sao chứ hả? Cha còn sinh cho chúng, cha không cảm thấy cho trẻ hay sao? Họ bây giờ là những người được hoàng thượng yêu chuộng. Những người trách móc chỉ là những người tiểu nhân đê tiện nhơ nhút vô cùng. Sao cha lại thân với cái bọn đó chứ hả? Đồ cái thằng súc sinh! Trương Xương Tông hả? Trương Xương Tông ngang ngược quá vậy hả? Các ngươi thật là to gan, dám gọi đích tên của bổn quốc công à? Quốc công cái gì? Quốc công con chó ghẻ. Cái đồ chó ghẻ, dám chửi tao hả mày? Chẳng những mà tao còn đập ngươi chết nữa. Đồ hèn hả? Làm ba cái chuyện thầm lén không giống ai hết. Tụi bay là phản loạn, danh danh của đại quốc bị tụi bay đê tiện bẩn thỉu. Hoàng thượng ơi, chết rồi hoàng thượng. Những gì vừa kể có thật hay không? Dạ tôi thật hoàng thượng. Nếu có gì sơ sót tụi con hoàn toàn chịu tội hết. Tiểu thượng tử, có tại hạ. Gọi hạ phu Triệu Thiên. Tuân chỉ. Gọi hạ phu Triệu Thiên vào điện kiến. Thần thống yên bệ hạ. Lập tức cho người bắt Lý Thâm Nhuận, Võ Viên Cơ tống vào thiên lao. Tuân chỉ. Còn cháu họ Lý cũng thế, con cháu họ Võ cũng vậy. Tại sao không thấy đứa nào tốt hết vậy chứ? Uống rượu, chửi bới, mà chúng nó không chửi người nào khác, mà lại chửi trẫm, chửi vua của một nước đây nè, mà cũng là chửi bà nội, bà cô của chúng. Tại sao vậy chứ? Nói cho trẫm nghe đi. Xin bệ hạ bất giận, như thần tội lỗi đáng chết. Luật đức của Đại Châu đế quốc đâu rồi? Gia quy của dòng họ Lý, họ Võ đâu rồi? Tại sao lại có những con cháu phạm thượng mất dạy như thế này chứ? Nhi thần tội đáng chết. Những lời nói của chúng trẫm thật không dám lặp lại. Các người cứ tự đi hỏi đi. Hiển Nhi. Dạ có nhi thần. Con là Đông Cung, trẫm nhắm mắt rồi, ngai vàng này đương nhiên sẽ thuộc về con. Xin bệ hạ bớt giận. Cái vụ này con cứ tự xử lý đi. Cha, cha nhi. Cha, trời đất ơi, các con ăn nói chuyện gì bậy bạ như vậy? Các con có biết tội đó là tội chết hay không hả các con hả? Mẹ, cha, con uống rượu say thôi, không phải con cố tình nói vậy đâu. Tìm cách cứu con đi cha, mẹ ơi tìm cách cứu con đi. Các con vô tình cũng vậy, các con cố ý cũng vậy thôi. Tại sao các con có thể ăn nói thô tục như vậy?
Thái tử điện hạ, Thái tử phi, phải tìm cách cứu chúng nó đi. Chẳng lẽ để chúng nó chết hay là sao? Mình phải cứu chứ. Dạ. Hoàng thượng đang giận dữ, ai mà dám vô trọng sinh đây chứ? Ai mà dám vô đây hả? Cha, phải tìm cách cứu con. Coi cái mồi này, chắc phải đi nhờ Thái Bình công chúa thôi. Tội này thật là to lớn, sao chúng nó là to gan như vậy? Lại nữa, em à, chúng nó tuổi còn nhỏ háo thắng, uống về ba ly rượu vô, chẳng biết trời đất gì cả. Chỉ biết chuyện này khó mà xin được. Nhưng mà chị và Tâm huynh em chỉ có một đứa con trai duy nhất, em ráng năn nỉ giùm chị đi. Đúng vậy em à, anh chỉ có đứa con trai thôi, nếu nó chết thì anh tuyệt vọng luôn. Em à, đâu em ráng thử giùm coi, đừng để hai đứa cháu bị giết tội nghiệp. Em à, chị quỳ lại em đây. Anh quỳ xuống lại em đây. Anh Tự, Tam Tẩu, hãy đứng dậy đi. Bất cứ thế nào, em cũng ráng thử xem. Không được, số trời của Đại Châu Đế Quốc chắc cũng sắp tàn rồi. Đã đến nỗi ra vua, thần chẳng ra thần, cha không ra cha và con chẳng ra con. Mẹ, vua của một nước lại bị chúng đem ra sỉ nhục. Bà nội, bà cô, đối với chúng chẳng nhầm gì hết. Coi đi, bọn chúng đều là con cháu của họ Lý, họ Võ. Nói đi, Đại Châu Đế Quốc này còn hy vọng gì nữa không? Mẹ à, thôi mà mẹ đừng giận nữa. Mẹ biết chứ, con muốn xin giùm họ. Nếu muốn xin, đi tìm Đông Cung Thái Tử đi. Thái Tử muốn xử như thế nào thì cứ việc xử đi. Mẹ, mẹ không can thiệp vào đâu. Em chồng. Em à, được hay không? Tam huynh, Tam tỷ, biết phải làm sao hôm nay? Không, giết ơn, giết ơn. Làm sao đây? Chúng ta phải làm sao đây? Điện hạ, ý của hoàng thượng đã rõ ràng lắm rồi. Hả? Chẳng lẽ bảo tôi tuyên chỉ giết chết con của mình hay sao? Còn con đường nào khác nữa không ông? Không, tôi không còn cách nào. Tôi không còn cách nào. Điện hạ, nếu không chịu chết Thông Nhuận và Viên Cơ thì cả nhà chúng ta sẽ bị giết luôn, không còn ai sống sót. Cha, đại ca, mẹ, đại ca, Quân Nhi, con ơi, mẹ ơi, tìm cách cứu cha và mẹ cố hết nổi rồi, bây giờ không biết làm sao đây. Cha và mẹ không còn cách nào nữa. Con biết rồi, họ không thể nào tha cho con đâu. Cha mẹ ơi, con có lỗi với cha mẹ. Không vậy. Mẹ, đại ca, cha, cha, Viên Cơ, công chúa, em hiện giờ đang mang thai, nhưng mà khi con mình ra chào đời, nó sẽ không nhìn thấy mặt cha của nó. Viên Cơ, công chúa, công chúa ráng ở lại dạy dỗ con mình cho đàng hoàng. Cha, cha, mẹ, cha, cha mẹ ở lại mạnh giỏi nha. Không nghe. Cha đâu, sao con thấy lại? Cha đâu? Em không tìm thấy cha, em không biết cha ở đâu. Anh ơi, chắc anh hết tay mặt cha rồi. Viên Cơ, giờ thắng đã hết rồi. Cha, 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 mẹ, cha, cha, mẹ, cha, 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 c
Vĩnh là công chúa. Viên cơ, viên cơ, viên cơ. Công chúa. Công chúa. Hai đứa con Lý Thông Nhuận, Võ Diên Cơ, Nhi Thần đã ban lệnh tưởng tử rồi. Trẫm biết rồi. Võ thừa tự đâu? Dạ là để con lại cho ta. Để con ta lại cho ta. Để Diên Cơ lại cho ta. Võ Mi Đường, tại sao giết con ta? Diên Ca, người ác lắm. Người ta ác ơi, đưa tao. Trả con ta lại. Trả con ta lại. Trả con ta lại. Phản rồi. Phản rồi. Có được đâu. Ngọc Diên Cơ. Diên Cơ. Diên Cơ. Con đâu rồi? Diên Cơ. Diên Cơ, con đây nè. Con về với ba con ơi. Không phải đâu. Ba đây mà. Đi về con ơi. Hoàng gia. Hoàng gia. Cơ à. Hoàng gia. Hoàng gia. Hoàng gia. Mấy đâu, bắt tội phạm lại cho ta. Tội phạm. Tao là tội phạm mà. Tao là, hãy đưa ta vô trói đi. Trói, trói. Điên hả? Bộ liên hợp tao hả? Trời này, tụi mày khốn nạn lắm, giết con tao. Trời này. Ông hoàng gia. Hoàng gia. Hoàng gia. Nếu chết rồi thì thôi, ra hết đi. Không vậy. Mẹ, các con cũng ra hết đi. Thân con xin cáo lui. Tiêu Thuận Tử. Vợ có tài hả? Bảo Ngũ Lang Lục Lang vô đây. Trẫm nhất mình rồi. Tuân chỉ. Hả? Mẹ tôi đau à? Sức khỏe yếu kém dữ lắm, lại xảy ra một số việc không ưng ý. Cả tâm trí và thể xác không cách nào chịu đựng được nữa. Được. Châu Nhi, mẹ tuổi già sức yếu, không còn chịu đựng được bao lâu nữa. Không, mẹ, miễn là nghỉ ngơi vài ngày, sau khi sức khỏe hồi phục lại, thì mẹ sẽ không nghĩ như vậy đâu. Con cũng đó. Ngày Địch Nhân Kiệt qua đời, cả Miếu Đường cũng không còn ai làm trụ cột nữa. Mọi việc chỉ thấy ngày càng tệ hơn. Châu Nhi, mẹ không cam tâm nhìn Đại Châu Đế Quốc sẽ bị diệt vong. Mẹ chỉ có thể trông cậy nơi con thôi. Mẹ, hay lấy ngôi vị này đi. Thế nào, con vẫn không chịu hứa nữa à? Mẹ, dù cho con có hứa với mẹ, lúc này vẫn chưa là lúc thích hợp. Đợi sau khi mẹ khỏe lại rồi hãy tính sau. Cũng được, đợi mẹ khỏe rồi mới tính sau. Mẹ phải thật mạnh tay mới được. Mẹ phải sắp đặt lại mọi việc của triều đô mới được. Ý của hoàng thượng rất đúng. Giờ này ai nấy cũng lo tranh quyền, ngày càng mục nát. Mặt khác, Thái tử phi mua chuộc đại thần, giả tâm rất lớn. Về việc thái thủ Phòng Châu, bà đã được thoát chết,
Thông Nhuận và Diên Cơ vì xung đột với hai anh em Trương Xuân Tông, hai người là bị xử tử. Đó là những oán thù sẽ chồng chất. Vì vậy bà có can tâm phụng sự hoàng thượng hay không? Võ Tâm Tư kết bè kết phái, thần vô ra bên nhà ổng. Đâu, thế lực ổng ngày càng bành trướng. Ổng đương nhiên không can tâm chiêu lột ai đâu. Bà anh rất đúng, nhưng mà... Gần đây hoàng thượng thiên vị Xương Tông, cả kinh đô đồn đãi ầm lên. Chúng rất có thể sẽ diện cớ đó gây ra nội loạn. Tới chừng đó sẽ không tài nào thu xếp. Vậy anh tán thành em làm hoàng thái nữ à? Thay vì triều đình, anh cũng cho rằng đó là thượng sách. Theo tình hình như anh vừa kể xong, nếu em được làm hoàng thái nữ, bất cứ Dĩ Phi hay là Võ Tâm Tư, họ có chấp nhận hay không? Một cuộc đổ máu ở cung đình sẽ lập tức xảy ra. Miễn là chuẩn bị sẵn sàng, điều bốn đoàn kỵ binh vào kinh thành liền, rồi mới mạnh tay chỉnh đốn, tình hình sẽ ổn định rất nhanh. Nếu làm như vậy, sẽ có rất nhiều người bị giết chết. Hơn nữa, nếu em được thành công, Tam huynh tứ huynh sẽ bị trút phế. Em sẽ bước theo con đường của mẹ em cai quản quốc gia. Nhưng mà sau khi em chết thì sẽ ai thừa kế ngôi vị này đây? Hơn nữa, những người sau này họ sẽ đánh giá em như thế nào đây? Công chúa lo quá xa. Thôi đừng nói nữa anh, em không bao giờ làm hoàng thái nữ đâu. Trước mắt chỉ hy vọng Tam huynh hãy mạnh dạn lên gồng gánh trọng trách của đất nước. Ngoài ra đừng để cho Tam Tẩu và ông cậu Võ Tâm Tư làm mưa làm gió nữa. Nhi thần vào đây thăm mẹ. Đúng vậy. Tạ ơn bè. Hả? Thôi được rồi, trẫm chỉ đau sơ sơ mà thôi. Điển Nhi. Dạ có Nhi thần. Đứa con ruột bị xử tử, con có đau lòng không? Nhi thần chỉ buồn mình không có dạy con được đàng hoàng. Nhi thần có lỗi với mẹ, Nhi thần không dám đau lòng đâu. Tội của thần thiếp càng to, thần thiếp không biết dạy, không biết trung hiếu, thần thiếp tội đáng chết. Nếu hiểu thì tốt lắm. Ra ngoài đi. Dạ. Biển Nhi, các anh ra ngoài đi. Trẫm phải nghỉ ngơi mới được. Thần tuân chị. Có chuyện gì? Hoàng thượng quý mến bọn thần như vậy, thần tới chết trả ơn cũng không nổi. Nhưng mà xin bệ hạ cứu thần với bệ hạ. Có chuyện gì? Các khanh nói chẳng nghe coi. Văn võ đại thần của triều đình đều căm ghét hai anh em của thần. Vì chuyện của Thông Nhuận, hoàng thái tử Tôn và thái tử Phi nhất định thù ghét hai anh em thần. Sớm muộn gì hai anh em thần quy chết mà. Trẫm hiểu rồi. Bộ các khanh sợ trẫm nhắm mắt xuôi tai, không có ai che chở cho hai khanh phải không? Dạ không có đâu hoàng thượng à. Được rồi, thôi đừng nói nữa, trẫm chưa có chết đâu. Dù cho trẫm có sắp tắt thở, trẫm cũng sắp xếp cho hai khanh được an. Dạ, tạ ơn hoàng thượng. Mặc là sắp xếp đàng hoàng, nhưng mà rủi bà tắt thở đột ngột, lại trong cơn ngấp hối, dù có sắp xếp cũng không có nhầm nhò gì đâu. Mặc dù trước mắt á tụi nó nịnh tụi mình, nhưng một khi hoàng thượng phủi tay đi rồi á, nó trở mặt cắn tụi mình liền à. Lục đệ à, thân phận của tụi mình á mảnh mong lắm đó nghe.
em phải coi giải quyết làm sao mới được. Mình sẽ tìm cách thoát thân, nhưng mà trốn mẹ nó cho rồi đi. Chạy đi đâu chứ, ở cái chỗ này làm sao mà chạy, chạy cũng không được đâu. Thôi thì ở đây đi. Đúng rồi, thế lực của Thái Bình công chúa càng ngày càng vững mạnh. Nếu rủi hoàng thượng có nhắm mắt xuôi tai, không có ai bảo vệ mình cho bằng công chúa hết ra. Ngũ huynh à, theo em nghĩ người muốn giết chúng mình đầu tiên chắc là Thái Bình công chúa đó. Bậy, Thái Bình công chúa nhẹ dạ lắm, nếu mà mình biết cách năn nỉ bảo vệ mình thôi. Kể như vậy cũng được. Ngoài ra lôi kéo một số đại thần có thế lực, miễn là mình nắm được binh quyền, cũng không chừng non sông của Đại Châu sẽ rơi vào tay của anh em mình đó. Thôi hay, tạ ơn công chúa. Nếu hai người biết mình có lỗi, ta cũng không để bụng làm gì. Nhưng mà hãy nhớ rằng, mặc dù hoàng thượng phong cho hai người làm quốc công, và đó chính là ân, trách nhiệm của các ngươi vẫn chỉ là chăm sóc sức khỏe của hoàng thượng thôi, đã hiểu chưa? Dạ, di thần đã hiểu. Đừng nghênh ngang hống hách, đừng nhúng tay vào việc nước, hết lòng hết dạ phụng sự cho hoàng thượng, thì dù cho bất cứ trong hoàn cảnh nào, ta sẽ bảo đảm mọi sự an toàn. Tạ ơn công chúa. Các ngươi về đi. Dạ, di thần xin lui. Chúa, hai tên ăn hại đó là căn nguyên của thảm họa, hãy lập tức chặt đầu mới được. Sao bảo đảm sự an toàn của chúng? Anh Du Kỵ à, em chẳng biết phải làm sao. Mẹ không có họ không được, nếu mình giết họ thì bệnh tình của mẹ càng khó săn sóc hơn. Hoàng thượng có lệnh bãi triều 3 ngày. Ủa sao kỳ vậy? Bãi à? Chắc có chuyện gì á? Bãi triều 3 ngày. Công chúa, mẹ, con vô đây làm gì? Sao mẹ cho bãi triều 3 ngày vậy? Mẹ, bộ mẹ bệnh nặng lắm hay sao? Sao mẹ lại cho bãi triều? Mẹ muốn nghỉ ngơi vài ngày, để mẹ suy nghĩ việc lớn. Nhưng mẹ có biết rằng hiện nay có rất nhiều tiếng đồn, bề ngoài thì vẫn yên ổn như thường, nhưng bên trong sóng gió ngầm ngầm. Mẹ chẳng những bãi triều mà còn không cho ai gặp nữa. Nếu cứ như vậy thì sẽ xảy ra chuyện lớn. Thôi được rồi, mẹ đã tuyên chỉ bãi triều 3 ngày. Rồi sau 3 ngày đó con sẽ thấy mà. Mẹ, bộ mẹ đau nặng thật hay sao? Sao không mời người y vào đây? Mọi chuyện để cho mẹ lo. Giờ này con không được cho ai biết mẹ đang đau ốm như vậy. Uông chi mẹ cũng không đau bệnh gì nhiều, ngủ lại lục lan sẽ trị bệnh cho mẹ được khỏi mà. Mẹ, dùng cách đấm bóp không thể nào trị bệnh được. Nhi thần ra gọi người y liền. Không, cứ để sau 3 ngày mẹ sẽ thượng triều lập tức. Hơn nữa mẹ sẽ tuyên bố một việc rất quan trọng, mẹ phải chỉnh đốn lại hết mọi việc. Mẹ, hãy về đi. 3 ngày sau cùng thượng triều với mẹ. Hả? Xin điện hạ, thái tử vì thứ tội, hoàng thượng vừa mới ra lệnh, bất cứ ai cũng không được bước vào nội cung. Tôi qua đây để thăm mẹ tôi thôi. Hà thống lĩnh, tại sao tôi và điện hạ, tại sao Thái Bình công chúa lại được vào thăm chứ? Tôi, Tâm huynh Tâm tẩu, em Châu. Em à, sức khỏe của mẹ ra sao rồi? Nếu mẹ bệnh nặng,
sẽ không gọi người y vào trong bắt mạch. Tại sao lại cấm anh chị vào thăm chứ? Tính tình của mẹ là như vậy đó. Mẹ đã tuyên chỉ bãi triều 3 ngày nay thì không bao giờ sửa đổi. Mẹ còn nói nhân dịp này sẽ nghỉ ngơi vài ngày nữa. Tâm huynh Tâm Tẩu qua đây để hỏi thăm mẹ phải không? Đúng vậy. Anh chị rất lo cho mẹ. Chỉ sợ mẹ tuổi tác đã già, mệt quá rồi sẽ sanh ra bệnh thôi. Anh yên tâm, sức khỏe của mẹ bây giờ e rằng còn khá hơn anh nữa đó. Vậy thì tốt rồi, cái trời Phật đã phù hộ. Em à, nghe em nói như vậy, chị và Tam huynh cũng cảm thấy yên tâm. Lời nói của công chúa có lẽ là sự thật, cũng có lẽ là không phải. Nhưng mà bất cứ là giả hay, đối với vận mạng đất nước đều có hại cả. Nếu sức khỏe của hoàng thượng chưa sao, 3 ngày sau trong lúc thượng triều sẽ có thay đổi lớn, rất có thể trút phế cả điện hạ, rồi lập công chúa làm hoàng thái nữ. Thậm chí còn hoang đường hơn là lập Trương Xương Tông hoặc Trương Giản Chi làm hoàng thái tử. Nếu hoàng thượng bệnh tình trầm trọng thì có thể có một câu di chúc nào đó thì tình hình sẽ càng nguy hiểm hơn. Bất cứ tình hình sức khỏe hoàng thượng như thế nào, chuyện xấu của bọn Tông Chi đã đồn ra ngoài lâu rồi. Nếu lập tức ra tay rách rưới bọn nó, buộc hoàng thượng thối vị trước thì lòng dân mất hết tin tưởng, xã tắc rối loạn. Đây không phải là chuyện nhỏ, tôi phải suy nghĩ kỹ càng mới được. Điện hạ không thể nào trễ nải được, không thể nào chần chừ muốn khởi sự, tốt nhất là đêm nay. Không, không thể được. Một hoàng thượng thoái vị là bất trung, và quấy nhiễu hoàng thượng là bất hiếu. Dù cho sau này tôi bước chân lên ngôi vị thì tiếng tăm sẽ hôi tanh ngàn đời, tôi không thể bất trung bất hiếu được. Không, điện hạ sai rồi. Hiện giờ hoàng thượng chỉ tin cậy nịnh thần tiểu nhân, vì tuổi cao nhiều bệnh không còn lâu dài nữa. Điện hạ vì non sông xã tắc, vì cuộc sống yên vui của muôn dân, mời vua nhường ngôi để trừ nịnh thần, để hoàng thượng an hưởng tuổi già. Thần dân cả nước mãi mãi ca tụng công ơn đó. Ai dám nói điện hạ bất trung bất hiếu chứ? Tôi... Điện hạ không còn do dự được nữa. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, non sông muôn dặm sẽ rơi vào tay của người khác đó, và chúng ta cũng sẽ bị giết luôn, phơi xác ở ngoài đó thôi. Điện hạ, mời vua nhường ngôi để trừ bọn gian thần, bước lên ngai giật sinh linh. Đó là bổn phận thiêng liêng của điện hạ, cũng là một việc không thể nào từ chối được. Chúng thần bất chấp gian nguy sẽ đứng ra hỗ trợ điện hạ. Nếu điện hạ cứ lưỡng lự chừng bước, không tiến hành kế hoạch, bộ công tội nghiệp chúng thần hay sao? Điện hạ, điện hạ nghĩ coi, muốn làm vua anh minh sáng suốt hay là chờ người ta chặt đầu hoặc là tống giam? Hãy quyết định đi. Vậy chừng nào chúng ta mới bắt đầu? Điện hạ, đúng canh 2 đêm nay là giờ tốt nhất đó. Lý, có biết tại sao tôi muốn nói riêng với tướng quân? Thì cứ nói rõ hơn. Khởi sự đêm nay chỉ được thành công, không được thất bại. Thành công sẽ giàu sang suốt đời, bại sẽ chết không có chỗ chôn thân. Tướng quân có chắc chắn không? Dạ thần biết, thần sẽ làm hết sức mình. Miễn là không có đội quân Cần Dương, nhất định thần sẽ thành công. Được, miễn phá được 2 lớp thiên kỵ và cấm quân, xông thẳng vào tẩm cung. Dù là có đợi Cần Dương đi chăng nữa, cũng chẳng làm gì được, đành phải chịu chết thôi. Dạ. Lý tướng quân, những khởi sự trong đêm nay đều là thân cận của ông, nhưng có một điều tôi nói cho rõ. Trên danh nghĩa là buộc hoàng thượng thối vị, trên sự thật là đẩy cỏ tận gốc. Hả?
giết vua. Tình thế bắt buộc, buộc lòng phải làm vậy. Lý tướng quân, hoàng thượng không chết, chúng ta sẽ bị buộc tội phản nghịch. Điều đó ông phải hiểu chứ. Nếu có kẻ nào dẫn quân vào thành với danh nghĩa Cần Dương thì lúc đó càng nguy hiểm. Chỉ có giết chết hoàng thượng để điện hạ đăng cơ tuyên bố với thiên hạ, tới chừng đó dù có kẻ xấu bụng đi nữa họ cũng không có bằng cớ nói. Thái tử Phi phân tích rất đúng, nhưng mà bổn tướng chỉ lo âu bốn đội kỵ binh ở ngoài. Điều động bốn đội kỵ binh phải có chiếu lệnh của hoàng thượng, không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng đừng quên Thái Bình công chúa, sự ảnh hưởng của Thái Bình công chúa rất to lớn. Miễn là cô nói một câu, đó sẽ ùa vào, không cần có chiếu lệnh của hoàng thượng đâu. Còn Tương Dương Võ Tam Tư nữa, nếu đuổi ông ta biết chuyện thì ông ta... Không sao đâu, Lương Dương và Thái Bình công chúa tôi sẽ có biện pháp khác đối phó. Cái gì? Canh hai đêm nay sẽ khởi sự à? Thế nào, ông cảm thấy ngạc nhiên à? À không, dù sao cũng phải làm, càng sớm càng tốt. Khởi sự đêm nay chỉ được thành công, không được thất bại. Thành công sẽ giàu sang suốt đời, bại sẽ chết không có chỗ chôn thần. Tướng quân có chắc chắn không? Dạ thần biết, thần sẽ làm hết sức mình, miễn là không có đội quân Cần Dương, nhất định thần sẽ thành công. Được, miễn phá được hai lớp thiên kỵ và cấm quân, xông thẳng vào tẩm cung, dù là có đợi Cần Dương đi chăng nữa cũng chẳng làm gì được, đành phải chịu chết thôi. Dạ. Lý tướng quân, nghĩa quân khởi sự trong đêm nay đều là thân cận của ông, nhưng có một điều tôi nói cho rõ, trên danh nghĩa là buộc hoàng thượng thoái vị, trên sự thật là đẩy cỏ tận gốc. Hả? Giết vua? Tình thế bắt buộc, buộc lòng phải làm vậy. Lý tướng quân, hoàng thượng không chết, chúng ta sẽ bị buộc tội phản nghịch. Điều đó ông phải hiểu chứ. Nếu có kẻ nào dẫn quân vào thành với danh nghĩa Cần Dương thì lúc đó càng nguy hiểm. Chỉ có giết chết hoàng thượng để điện hạ đăng cơ tuyên bố với thiên hạ, chừng đó dù có kẻ xấu bụng đi nữa họ cũng không có bằng cớ nói. Thái tử Phi phân tích rất đúng, nhưng mà bổn tướng chỉ lo âu bốn đội kỵ binh ở ngoại thành. Điều động bốn đội kỵ binh phải có chiếu lệnh của hoàng thượng, không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng đừng quên Thái Bình công chúa, sự ảnh hưởng của Thái Bình công chúa rất to lớn. Miễn là cô nói một câu, bốn đội kỵ binh đó sẽ ùa vào, không cần có chiếu lệnh của hoàng thượng đâu. Còn Tương Dương Võ Tam Tư nữa, nếu đuổi ông ta biết chuyện thì ông ta... Không sao đâu, Lương Dương và Thái Bình công chúa tôi sẽ có biện pháp khác đối phó. Cái gì? Canh hai đêm nay sẽ khởi sự à? Thế nào, ông cảm thấy ngạc nhiên à? À không, dù sao cũng phải làm, càng sớm càng tốt. Hoàng thượng bãi triều, lòng dân xôn xao, cộng vào cả triều đình đều quán ghét anh em Tông Xương. Tam Tư, ông có dành một con cờ riêng để hạ tụi này không? Con cờ riêng? Sao có chuyện đó được? Một hoàng thượng thoái vị, điện hạ đăng cờ, đó cũng là chuyện thông thường thôi. Thiên hạ sẽ mừng rỡ khi xảy ra chuyện như vậy. Nếu tôi có nghĩ tầm bậy tầm bạ thì chỉ nghĩ ngay vàng mà thôi. Đừng có nói tôi làm không nổi, dù tôi có làm nổi đi nữa tôi cũng không dám làm. Tại sao vậy? Điện hạ đăng cờ chẳng khác gì bà làm hoàng đế. Nếu mà làm hoàng đế có khác gì tôi làm hoàng đế đâu, có phong hưởng. Khoan vuốt ve,
Ông không sợ tôi nổi nóng chặt đầu ông hay sao? Bà có chặt đầu tôi chết cũng không ân hận. Nhưng mà dù sao chắc bà không nỡ giết tôi đâu. Ủa, dám tự tin như vậy à? Nói về thực lực, tôi và Thái Bình công chúa nằm ăn thua. Nếu bà muốn ổn định tình hình, cũng có quyền hành. Có tôi ủng hộ bà sẽ chắc ăn như đinh đóng cột. Huống chi chúng ta là xui gia mà. Mọi tình cảm riêng, tình giữa tôi và bà phải quý tôi chứ. Được rồi, bây giờ không phải là lúc đùa giỡn đâu. Cuộc khởi sự đêm nay cũng chưa biết thắng hay là bại. Tôi không muốn những rắc rối này lôi cuốn luôn cả ông vào. Nhưng trong giờ phút cần thiết, ông phải hết sức mình hỗ trợ nha. Chuyện đó đương nhiên, tôi lập tức triệu tập những người đắc lực sẵn sàng yểm trợ. Nhưng mà vấn đề Thái Bình không nên để một chút gì nha. Tôi biết mà. Tôi sẽ có cách đối phó. Mời ngồi. Công chúa gọi chúng tôi có chuyện gì không? Hoàng thượng bãi triều, trong tẩm cung chỉ có Tâm Xương, đã làm cho bên ngoài xôn xao. Có người đồn rằng hoàng thượng đã giá băng. Cũng có người đồn rằng hoàng thượng đã giết Di Chúc, lập hoàng tử mới. Bây giờ ai nấy đều băn khoăn, rối loạn và hoang mang. Sức khỏe của hoàng thượng như thế nào rồi? Hoàng thượng bị bệnh thật sự, mai thai chỉ bị bệnh nhẹ thôi. Nhưng mà hoàng thượng lại không chịu cho người y vào. Mặt khác, hoàng thượng lại tuyên chỉ bãi triều 3 ngày nữa, lại không cho ai vào gặp cả. Cho nên tiếng đồn đãi càng ngày càng phức tạp. Hoàng thượng không hiểu rằng 3 ngày này rất là nguy hiểm, có thể sẽ xảy ra phản loạn. Chú Trung mà, chú coi sự an toàn trong này có chắc ăn hay không vậy? Cấm quân hiền thiên kỷ, bảo vệ nội đình không thành vấn đề. Vấn đề là Đông Vệ quân và Bắc Vệ quân. Ngoài hoàng cung, thống lãnh của họ Lý Đa Tác hành động bí ẩn, ngày thường ra vào Đông Cung. Nếu tên này phản bội hoàng thượng thì hậu quả không thể tưởng tượng, phải hờ mới được. Nhưng mà thiên kỵ và cấm quân binh lính không đông, sợ tình thế. Tốt nhất công chúa điều 4 đoàn kỵ binh ngoài kinh thành trấn giữ hoàng thượng đối với an toàn. Điều động 4 đoàn binh đó phải do binh bộ tâu lại với hoàng thượng rồi mới nhận lệnh. Tôi có tư cách gì mà hạ lệnh đây? Công chúa, 4 đội kỵ binh đô mặc dù không phải thân cận của công chúa, nhưng mà trên dưới đều kính nể công chúa. Miễn là công chúa hạ lệnh một cái, điều họ vào hoàng cung sẵn sàng cần dương, tin rằng họ sẽ lập tức tuân lệnh. Nhưng mà nếu ta điều động 4 đội kỵ binh đó sẽ làm cho triều đình bá tánh xôn xao. Trong lúc đó những kẻ xấu bụng e rằng sẽ khởi sự càng sớm. Tới chừng đó có lẽ tại mình điều binh mà gây ra một cuộc tai họa. Lo âu như vậy rất đúng. Nhưng mà nếu xảy ra binh biến, chúng ta đối phó thế nào? Cứ làm theo ý của chú. Anh Du Kỳ à, anh hãy bí mật ra lệnh 4 đội kỵ binh chuẩn bị cho sẵn sàng chờ lệnh xuất quân. Vậy cùng xin công chúa yên tâm, tôi thì sẽ chiến đấu tới cùng. Tôi về doanh trại nha. Công chúa, em đi lấy con dấu. Linh Lợi à, vô trọng lấy giấy mực ra. Dạ. Để anh viết mặt lệnh nha. Được. Thái tử phi đến thăm. À em chồng, Tam Tẩu, có chuyện gì không? Nghe nói hoàng thượng sức khỏe yếu kém lắm, chỉ ăn ngủ không yên, cho nên vào đây tìm em trò chuyện cho vui. À Tam Tẩu, mời ngồi. Và Định Dương là những người có ảnh hưởng của triều đình, cũng là những người của hoàng thượng mến chuộng nhất. Em à, em cho phép Tam Tẩu bày tỏ vài 3 câu. Sau khi em làm đám cưới rồi,
cùng nhau phụng sự hoàng thượng, chia sẻ những nhọc nhằn với hoàng thượng. Dù sao hoàng thượng tuổi tác cũng đã cao, nếu không có người trung thành với hoàng thượng thì mọi việc sẽ rất là bê bối. Hoàng thượng tuổi già sức yếu, cũng gần tới lúc thoái vị để an hưởng tuổi già. Em à, em cũng biết sẵn đó, tam huynh em không có chủ kiến, làm việc không có nghị lực. Tam tẩu cũng cầu nguyện với ơn trên hoài, cầu cho hoàng thượng sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi. Như cảm ơn tam tẩu. Cái gì? Hành động đêm nay à? Điện hạ, thì quyết định canh hai đêm nay đó mà. Nhưng mà điện hạ, đã nông nổi này chẳng khác gì gạo nấu thành cơm, không thể do dự nữa. Lý tướng quân đâu? Đã đi điều động binh lính, chuẩn bị đêm nay canh hai khởi sự, miễn là thống chế trong hoàng cung được. Điện hạ sẽ ra mặt, mời thánh thượng ban chiếu chỉ nhường ngôi thì được rồi. Tối nay mình trò chuyện thật là vui thích, ngồi một lát mà đã gần tới canh hai rồi kìa. Thôi tam tẩu cũng đi về ngủ. Dạ, cảm ơn tam tẩu. Được. Trung Thiên Nghĩa tham kiến hoàng gia, công chúa, thái tử phi. À, Trí Trung à, đêm khuya như vậy chú vô đi làm gì? Ờ, có người báo với tôi là công chúa có chuyện cần gặp Thiên Nghĩa, cho nên... Ai báo với chú vậy? Là một tên hộ vệ. Trời, thôi chết rồi, chú đã mắc mưu. Rõ ràng chú muốn điều hổ Ly Sơn, e rằng có chuyện gì đã xảy ra. Trời ơi, làm sao đây em? Chú Trung à, chú lập tức về bệnh tăng cường canh gác. Dạ, tôi sẽ ra ngoài liền. Anh Kỵ, lập tức triệu tập 4 đội kỵ binh vào đây. Trời ơi, cậu bộ, đừng cho chuyện gì xảy ra hết trơn. Phó tổng lệnh, canh gác cẩn thận. Dạ. Không có được lệnh, không được vào. Tổng tướng quân thừa mật lệnh vào đây. Mật lệnh ở đâu? Vô. Khanh hãy về nghỉ ngơi đi, ngày mai rồi hãy tới. Dạ, thần xin về nhà. Hôm nay ra lệnh khởi sự, tức là phải tiêu diệt những tên yêu nghiệt như các ngươi. Có chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Xin bệ hạ hãy yên tâm, Uyển Nhi ra ngoài theo dõi liền đây. Bệ hạ, có trời hộ mạng, không có chuyện gì đâu bệ hạ. Thiên quân đã đánh vào nội cung rồi. Bọn nào làm phản gì? Giờ này tình hình rối loạn, thần cũng không biết là ai đã dẫn quân. Hãy mau ra ngoài dàn xếp chuyện này lập tức cho ta. Dạ, thần tuân chỉ. Nè, các ngươi ở lại thẩm cung bảo vệ hoàng thượng chưa? Dạ. Tiểu thư tử công công, chúng ta hãy xuống đường hầm tìm cứu viện đi. Được, được rồi, nhưng mà ông đi tìm Định Hoàng gia, tôi đi tìm cha nuôi. Cũng được. Ông hoàng thượng à? Thôi, tình hình khẩn cấp,
đừng có nói nữa, đi lẹ đi mà. Hãy ráng lo cho hoàng thượng nha. Dạ. Yeah.